Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay mình có một cái bình siêu nhỏ, nhưng nhỏ nó lại có võ các bác ạ. Đấy. Đây là một em bình Cutani. Đây, mình cho mọi người xem. Đấy, bình Cutani. Cái này chắc là cũng có tuổi đời rồi mọi người nhá. Đấy, màu men này. Đây mọi người xem này, bình Cutani nhá. Nó nhỏ nhưng mà nó lại có võ các bác ạ. Đấy, đây là em quay họa tiết cho các bác xem. Một cái bình này nó nhỏ nhưng mà vẽ họa tiết kín bình luôn mọi người nhá. Cái này là quá quá tuyệt vời. Khi nào các bác nào mua em bình này về, sở hữu em bình này về để trang trí thêm vào cái kệ đồ gốm của mình. Rất là nhỏ nhưng mà nó rất là xinh. Đây, cổ nó này. Họa tiết kín luôn. Một em bình hút lọc họa tiết để xem có mấy bức, có mấy tiểu cảnh. Một tiểu cảnh này, hai này, ba, bốn, bốn tiểu cảnh mọi người nhé, bốn tiểu cảnh khác nhau này, rất là đẹp luôn. Em nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà em lại có võ. Đấy, đây quay cho mọi người xem miệng rồi này. Cái bình này thì có tuổi đời khá lâu rồi mọi người nhé. Bây giờ em sẽ đo kích thước cho mọi người xem. Kích thước của em bình này là cao 23 mọi người ạ. Cao 23. Miệng của nó là 6,6. 6,6 lọc lọc mọi người. Em đo vào bụng cho mọi người xem nhé. Vòng bụng của nó là 51 mọi người ạ. Ôi trời, chết nữa. Vòng bụng của 51. Đấy, rất là đẹp luôn, bình Cutani. Hôm nay em có hai em bình. Em bình này là em bình Cutani và đây giới thiệu với mọi người nữa là một em bình này nữa. Em bình này là còn nguyên đất luôn mọi người nhé. Đấy. Đây em quay vào cái chân con rồng này cho mọi người xem. Mọi người xem con rồng này, cũng là rồng đất luôn mọi người. Hé, nó đây là người ta đã khai quật được lên, đào lên nó vẫn còn đất. Có một đôi rồng hai bên và một đôi chim phượng. Đấy, đây là con phượng, đây là con rồng. Một cái bình này là bình gốm mộc men ngọc. Đây dưới đáy bình này mọi người. Nhưng mà con này thì trong khi người ta đào lên, con này nó bị gãy cổ ấy mọi người nhé. Đây, con này là bị gãy cổ, hàn lại rồi. Thực ra là con này là tuổi đời nó khá lâu rồi. Nó khoảng tầm thế kỷ 19 mọi người nhé. Đây, nó bị gãy đây. Nhưng người ta hàn lại rồi. Thì những cái bình này thì để mà nó nguyên vẹn được thì nó rất là khó mọi người. Đây là nó, đây men, mọi người nhìn nhé, men dạn luôn. Men dạn theo thời gian. Nó dạn, nó, cái này nó rất là lâu rồi. Nhưng mình thấy đẹp, mình lấy về. Hôm nay mình tiện đây mình lên video này, mình muốn hỏi ý kiến mọi người xem là có biết xuất xứ của em bình này ở đâu không? Mình thì mình mua ở bên Nhật, nhưng mà cũng có các anh chị, mình gửi qua ảnh các anh chị nói là bình này bình ở Việt Nam. Khả năng ngày trước là Nhật nó sang ăn trộm của Việt Nam về mọi người. Đây bên mình sẽ quay cho mọi người xem. Hai con rồng hai bên và hai con phượng. Bình rất cổ kính, nhỏ nhỏ xinh xinh, men ngọc men dạn. Mọi người để ý kỹ con rồng rất là đẹp luôn mọi người. Đây miệng ở đây mọi người. Bây giờ mình sẽ đo kích thước cho mọi người xem chiều cao lên cái miệng này thôi, còn đầu con rồng sẽ có lên hơn. Chiều cao lên miệng này 20, lên đầu con rồng này là 21. 21. Chiều ngang của cái đầu rồng này sang cái đầu rồng này là nó đây. Nó khoảng 23 mọi người. 23,5. 13,5. À, xin lỗi mọi người nhé. 13,5. 13,5 miệng nó đây. Miệng nó 8,5. Đây, mọi người xem ở bên trong bình này, nó vẫn còn mọc ở bên trong. Chứng tỏ cái bình này nó rất là lâu rồi mọi người nhé.
Nghệ nhân người ta đắp cái dâu con rồng này, béo con dâu đấy, vẫn còn bùn đất luôn mọi người, bùn đất màu vàng chứ không phải là mình bôi lên đâu mọi người nhé, nó bùn đất. Thấy em quay dọc cái con rồng này lên cho mọi người xem này. Này, quay vào con chim. À, để này mới quay được hình nhìn con chim được. Đây, lông. Đây, một cặp rồng. Và một đôi chim công. Rất là đẹp luôn. Nhìn nó rất mộc mạc nhưng mà mọi người xem được chi tiết nó mới biết là cái sự tinh tế của ngày xưa họ làm nên một cái bình này như nào, chứ không phải là đơn giản. Bình thời mới bây giờ thì mình không nói, nhưng mà bình này ngày xưa nên nó rất là đẹp luôn. Đấy, hôm nay em lên hai em bình này, bình Cutani và một bình mình cứ gọi là một bình rồng men ngọc. Mình sẽ đặt tên cho cái bình là rồng men ngọc mọi người nhé. Là bình này mình Cutani. Mọi người mà ai mà muốn mua hay là biết về dòng gốm dòng ngọc này thì mọi người comment ở bên dưới hoặc là liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 để thứ nhất là nếu mà mua được thì các bạn mình sẽ các bạn ai mà thích thì mình sẽ nhượng lại. Ví dụ mà ai mà không thích thì mà có kinh nghiệm về cái bình men ngọc này thì mọi người có thể vào Zalo cùng thảo luận về chiếc bình này nhé mọi người nhé. Mình thì mình chưa chưa có kinh nghiệm về cái bình này lắm. Ví dụ là các bác các chú nào mà có kinh nghiệm về cái bình này rồi ấy, thì các bác các chú cứ chỉ bảo cho cháu nhé các chú nhé. Thôi, mình xin phép mình xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người, bye bye mọi người.